Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022 Hôm nay chúng ta học đến bài cuối của cái chủ đề Bạch Hào Tướng Quang Và bài thứ 8 này Hai bài thi kệ này khá là lý thú Bài thi kệ đầu của Ngài Hoàng Khê Nhất mình đọc âm của nó rồi giải thích từng câu để các vị thấy ý thấy ý nghĩa thiền nó được lòng vào trong từng câu nghe kiếp sơ chú tự tỳ lô ấn cổ truyện cổ truyện điêu trùng thượng nguyễn nhan kham tiếu kham bi nhân bất thức khước hiềm, tự quả bất hoàn toàn. Văn bản này chữ Hán thì thi ca của mấy ông cụ này nó không có à, nhạc điệu âm sắc giống như là, là thơ đường. Chữ này đúng ra mấy ông phải dùng cái chữ thiên thì nó đúng hơn. Nó mới vận, nó mới đồng vận hơn. Thiên. Nhưng thật kệ đó, không quan trọng. <laughs> nghĩa nó quan trọng nha Kiếp sơ Chú tự tỳ lô ấn Cái chữ tỳ lô này Nó có hàm nghĩa là pháp thân Ấn có nghĩa là cái công chuyện Tức là cái ấn của hoàng đế Kiếp sơ là Từ thời bàn cổ sơ khai Lúc âm dương chưa phân Ngũ hành chưa có Con người còn chưa sinh ra nghe chú là họ đúc tức là từ thời bàn cổ sơ khai lúc âm dương chưa phân ngũ hành chưa định chưa có loài người chưa có không gian thời gian gì nơi đây cả thì cái con dấu của pháp thân đã đúc xong rồi ý muốn nói cái gì nếu mà ta không có đi vô văn học thiền thì những câu này đó là những câu thần chú nghe Thế nhưng mình có học thiền lõm mở rồi thì câu này lại khá dễ hiểu mà cũng khá là hay. Hàng nghĩa rằng trước khi sự sống có mặt, trước khi loài động vật trên hành tinh này có mặt thì pháp thân của thập phương chư như lai đã có rồi. Hay nói cách khác, đức quay ông vương như lai còn chưa xuất hiện ở đời thì pháp thân của tỳ lô giá na phật đã có mặt rồi phật đã thành tựu quả vị từ đó chứ không phải là mới tu sau này mới thành phật cho nên kinh văn nói rằng là khi ta thành đạo rồi tức là đây là đức thích tôn nói nghe nhưng không phải tôn nói <laughs> à, dù có mắt phật quan sát thấy hằng xa thế giới chúng sinh đều đã thành phật người ta giải thích là là Phật nhân đã có rồi Phật quả thì chưa thành vân vân thưa các vị thế nhưng mà câu nó đặt trong cái ngữ cảnh này thì các vị nên nhớ một câu rằng là Phật tâm tức là cái tâm Phật tâm bất sinh của các vị đó nói theo ngôn ngữ của chúng ta rất là gần đó là khi có hình hài sinh diệt thì nơi hình hài sinh diệt cái chất Phật đã có sẵn rồi tức là các vị đã thành Phật từ lâu đời rồi chứ không phải mới đây có điều mình quên vị Phật của chính mình mình quay lưng lại mình cứ chạy theo trần chối bỏ Phật của chính mình cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu của mỗi người chúng ta nếu chúng ta nghiệm ra thì không cần tu tập gì cả tức khắc liền an trú trong tùy lỗ ấn liền tại vì ngay thời bàn cổ sơ khai đã thành tựu được vị phật này chứ không phải là cần tu mới thành tựu nghe đây là câu thứ nhất. Cổ truyện điêu trùng Thượng nguyễn nhiên, cổ truyện là cái con chữ truyện ngày xưa, biết ngoằn nghèo, rất là khó đọc, chạm khác rất là tinh vi. Thượng nguyễn nhiên là rất là sống động. Thưa các vị, chữ tàu nó rắc rối, nó có nhiều thể loại chữ nha. Đầu tiên nó là chữ truyện, chữ này đây truyện này nó chia làm hai loại một là đại truyện hay là tiểu truyện đã rắc rối rồi tức là cái chữ nó như những con trùng bò ở trong một cái khuôn vậy sau đó chữ thảo chữ lệ chữ chân vân vân mỗi một thời nó phát triển theo một lối chữ và với người học được dăm ba chữ thì nhìn những cái khuôn dấu có chữ triển này họ lắc đầu nói rằng cái này họ chạm khắc cái chi thế là đọc qua què tiểu truyện được thì bảo rằng là nó còn thiếu vân vân tức là do vị ta chưa có năng lực thăm dò vô cái chiều sâu bất động trong tâm thức của ta để nhận ra rằng là mỗi một người ghé lại trần gian này dù phiền não bề bộn bất an nhưng mà có một vùng tâm bất động đang đợi chờ do vậy cho nên ta rất là cần cái chuyện tu thế này thế nào thế kia cần bỏ phiền não rồi cần chứng những tầng thiền rồi cần học giáo lý nhưng mà kỳ thực rằng là nếu người căn duyên đủ sâu trực giác đủ bén thì ngay tức khác họ đã nghiệm ra rằng là cái thể bất động vô sinh là cái tự tâm Phật của chính họ nó đã thành tựu từ khuya rồi. Do vậy cho nên, cổ truyện điêu trùng thượng biến nhiên là những cái nét vẽ rất là sống động. Người ta nắm không có được. Thế cho nên, Kham Tiểu là tức cười. Kham Bi là cũng rất là buồn. nghe Người không biết được, không đọc ra, không từng biết chữ dốt đến đổi rằng là quay lưng lại với cái, cái mình đã có chấp nhận những cái giả vờ là ta thôi thế cho nên khước hiềm tự quả mất hoàn toàn lại bức mình vì cái chữ nghĩa này đọc không có được dường như viết không có đủ nét đây là cái diện dốt của chúng ta <laughs> thế là bài thơ này Đường dịch cũng khá là lý thú mình đọc bản dịch cho các vị nghe bàn cổ đúc thành tỳ lô ấn chạm chữ tinh vi sống động thai buồn nhỉ bao người trong cõi mộng làm sao mở được bí mật này mình không có quá trung kiên với từng chữ từng câu trong đây nhưng mình dịch cái ý của mình có nghĩa là cũng tức cười cũng rất là buồn những con người dốt giữa nhân gian này không mở được cái bí mật đang chôn sẵn nơi hiện tại năm quận của chúng ta đây là bài kể thứ nhất cũng từ nền tảng của kinh pháp Hoa nghe thế mình xóa bớt đi kiếm chuyện thứ hai nói tiếp bài thứ nhất thì của ngài hoàng khê nhất bài thứ hai thì của ngài giả phủ xuyên nghe và nếu ai đã từng đọc à, kim cang chư gia trong đó có một cái vị thiền sư gọi là xuyên thiền sư là người ta trích của ông cụ này giả phú xuyên này và sở dĩ mình nhớ là do vì trong lăng nghiêm chư gia này dịch chắc cũng sớm lắm từ năm 1960 ngoài đã có dịch rồi nghe người ta trích rất là nhiều cái đoạn thi kệ rất là thiền của ngài thiền sư xuyên và có một câu kệ mình vẫn lang thang ra đây cho các vị có một chút máu đam mê về văn học thi ca thiền thôi không biết cái đoạn nào của kinh kim cang ông có một câu rất là lý thú đó là trúc ảnh tảo giai trần bất động Nguyệt Lương Hải Để, Thủy Vô ngăn. Mình giới thiệu đây các vị tìm đầu Kim ngang Chi Gia. Chúc <laughs> ảnh là chi? Thưa các vị, cái bóng trúc tạo ra là nó quét với cái thềm. Thế nhưng mà không có hạt bụi nào lao sao được hết. Tại cái bóng răng nó xuyên qua cành trúc Nó làm cho những cái cành trúc đó Như những cái chổi quét qua quét về trên cái thẹp Quét thì thấy có quét đó Thế nhưng đâu có hàng bụi nào bác Câu thứ hai Nguyệt luôn hãy để tức là ánh trăng Nó chìm ở dưới đáy khe hoặc đáy sông hoặc đáy hồ Thế nhưng mà mình tìm coi là cái đường đi có nó đi ngang ngoài mặt nước Đâu có dấu vết gì đâu Thủy vô ngăn hàm nghĩ vậy nghe không có dấu vết gì trên mặt nước cả nhưng mà nó đang nằm dưới đáy hồ nó đi xuống dưới nó nằm rỡ ràng sáng chói dưới đáy hồ ta không cần nhìn lên trên trời nhìn đáy hồ thấy mặt trăng đang chiếu sáng như đó thế. thế nhưng mà mặt nước thì vẫn liền không có chút thương tích gì cả tôi không nhớ rằng đây là hai câu kể ngài cảm hứng từ cái đoạn nào trong kinh kim cang nhưng mà đủ để cho chúng ta nhận ra một điều rằng khi mắt và sắc màu không dính với nhau thì thưa các vị dường như là mọi vật mọi hiện tượng nó đều như như nghe đều là cảnh chân như trước mặt ta cả nó không có vì lý do là bóng trúc làm cho ta phiền não không có vì lý do mặt trăng làm cho ta gợi nhớ gợi thương Mọi cảnh vật nó đều như như bất động Nhưng mà sẽ dĩ nó làm thành Cái nỗi niềm để tâm thức ta Là do vì Tâm ta dính mắt với sáu trần Đó là một câu của ngài Giả phủ xuyên Tức là trong kinh kim gan chư gia Người ta dùng là xuyên thiền sư Là ông cụ này đây Để giới thiệu đến đại chúng Những tác phẩm thiền Nó đầy thi vị Thế rồi chúng ta đọc đến bài thứ hai. Bài này cũng có nhiều điều lý thú. Mình sẽ giải thích từng câu. Quán âm môn phổ phổ môn thâu. Thâu hay thu gì cũng được nghe. Quán âm môn phổ là chi? Cái cửa quan thế âm. Rất mênh mông, rất rộng. Phổ môn thâu là chi? Cái cửa quan âm ấy rộng mênh mông. Cho nên nó bao gồm hết sơn hà đại địa bao hàm hết cả sắc cả tinh, cả hương cả vị cả xúc cả người cả cảnh cả phiền não và bồ đề tài trước làm sam tiện bất tu tức là thế nhân mà anh vừa để cho mắt anh dính vào cảnh trí dính vào sắc màu thì tức khắc là anh đã lạc lầm rồi anh đã đánh mất cái con đường để đi vào cửa phổ môn của của quan âm rồi tác giả viên đề tân lãnh thượng kim triêu hạt lệ cổ khê đầu đêm hôm trước vượng nó kêu ở trên đầu đỉnh núi sáng hôm nay hạt nó khóc ở bên khe sâu hai câu kế ác phong phiêu đọ hồi quan tức dục quả phần thiêu đương xứ hưu hai câu này dùng để quy kết nó hai câu cuối nó hàm nghĩa chi thưa các vị này là đêm trước những nỗi buồn những bất hạnh những khổ đau này là sáng hôm nay những lo âu những phiền muộn tất cả điều này thưa các vị dù đó là loại ác phong tức là loại gió rất ư, là, là, là dễ sợ nó xô da cá vị rớt vào hầm lửa rớt vào biển sâu rớt xuống núi kim cang rớt vào ba cõi sáu đường vân vân thế nhưng mà nếu cá vị vừa hồi quan lại thì liền tới khác mọi thứ chấm dứt đừng nói cái chuyện là đêm trước vượng nó kêu khóc trên đầu non sáng hôm nay hạt nó nhỏ lệ bên bờ suối gì cả tất cả những quá khứ hiện tại và tương lai sầu thảm bất an ô tư phiền não của con người nó cháy bừng bừng hoặc nó như cuồng phong vũ bão nó lốc các vị rớt nơi những cái vùng đất rất ư là hải hùng kinh sợ thế nhưng mà các vị chỉ cần hồi quan lại thì liền thứ khác mọi cái ác hiểm của cảnh trí của nội tâm và của hoàn cảnh vân vân thưa các vị nó liền dừng ngay lại cho nên là hồi quang tức là như vậy câu thứ hai mạnh hơn nữa dục quả phần thiêu cho dù lửa dục nó bừng bừng nó đốt cháy ta nhưng mà các vị dừng ngay lại ngay bây giờ dừng cái tâm lại ngay đương xứ thì tức khác là mọi cái thứ lửa dục ấy nó liền dừng lại liền tắt ngay Dục quả phần thiêu đương sứ hưu là như vậy Ngay bây giờ nó dừng lại Ngay bây giờ nó liền mát rưỡi Ngay bây giờ nó không còn chi Bóc hơi bài mất Anh lạc thọ lai Khước bất dụng Thế cho nên khi Ngài vô tận ý Ngài cởi chủ anh lạc Ngài tặng cho Bồ Tát quan Âm Ngài nhận Thế nhưng Ngài làm gì Ngài chia ra Ngài cúng dường Đức Thích Tôn Và các vị cổ Phật nghe bình sinh hoạt kế lãnh tiều tiều, tức là cái kế sống từ ngày xưa đối với những thiền tăng. Này là tu tập, này là hành cước, này là tham vấn, này học kinh văn. Lúc bây giờ, thưa các vị, nó liền nhạt nhò, liền bốc hơi bay, không còn dấu vết gì nó tâm thức cả. Câu này, hàm ý rằng, khi anh đã đàn đến, các thấy như thế này rồi thưa các vị Này quả bồ đề, này quả niết bàn vân vân Là con số không không có cần chứng, cần đắc Đắc là cái gì ở bên ngoài mình lượm được Còn này thì ngay bản chất anh đã biểu hiện được tâm Phật đang trói ngời hiện tiền cho nên đâu có cần thêm gì nữa đâu mà gọi là đắc. Dùng cái từ người ta cứ cúng dường vàng bạc châu báu cúng dường cả núi châu báu ta cũng có quyền thọ nhận nhưng mà không dính gì ta cả cho nên thọ nhận xong liền đem cúng dường lại người khác là như vậy và nhìn lại cả đoạn đường tham vấn cả đoạn đường tu tập để thành đạt đó thưa các vị nó trong vắng, nó chỉ là chuyện mơ màng nó không dính gì với cái năng lực đang sống động thực sự hiện tiền anh đang vận hành nơi thân tâm của đời sống hiện tiền đây đây là bài kể thứ hai của giả phủ xuyên được dịch như thế này cửa hoa ngâm trải khắp hà sa vừa vướng áo xiên bắt đã lò đêm trước vượng kêu trên đầu núi nắng về giả hạt các lời ca đó là dịch câu này nghe. ác phong rớt xuống bóng chiều lặng. Lửa dục đốt sạch nước an hòa, chuỗi ngọc trao ta dùng chi nữa, một đời cái sống rã phôi pha. Tuy nhiên hai cái câu mà các vị có khi đột nhập rất là khó là hai câu này. Ác phong phiêu đỏ hồi quan tức, dục quả phần thiêu đương xứ hư, hai câu này mình dịch nó rất ư là thi ca nhưng mà cái hàm ý của nó là dù cho gió dữ có cuộn các vị rớt xuống những thung lũng hiểm nghèo rớt xuống những núi quan đồng vắng rớt xuống những nơi chốn có thể làm cho các vị mất mạng thế nhưng mà nếu các vị hồi quan lại thì cái ngọn ác phong cuộn cuộn này hay là cơn lốc xoáy này tự nhiên dừng lại ví dụ mình đang buồn thảm đang mất an đang ưu tư hay sầu khổ tràn đầy nỗi lo lắng về ngày mai ngày bốn, ngày, ngày kia thế nhưng mà các vị chỉ cần hồi quan lại tức là đem năng lực tâm đang quan sát này các vị nhìn tất cả những cái điều đang cuồn cuộn sinh khởi trong tâm thức các vị thì liền tức khác mọi thứ đang sinh khởi dừng lại mất biến mất Lỡ dụng phần thiêu có hàm nghĩa rằng cái khát vọng lớn lao nó đang đốt cháy ta khát vọng đó từ đam mê từ sân si từ phiền muộn từ bất an vân vân thôi các vị nó như ngọn lửa cuồng cổ đang đốt bên trong của các vị thế nhưng mà các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền gọi là ngay đương xứ các vị dừng lại dùng năng lực tâm để nhận biết sự có mặt của nó thì tức khắc nó liền bốc hơi bay lưỡi dục liền biến mất chỉ còn lại một trạng thái tâm mát mẻ. cho nên bài thi kệ này. đành năng những cái từ ngữ rất là thi ca nhưng mà cũng cho chúng ta một cái pháp hành trì để đi vô con đường tu tập nghe. xin lưu ý, ở đây con đường tu tập của thiền đấu ngộ không phải là con đường của truyền thống của đức thế tôn dạy từng bước từng bước một. do vậy cho nên nó dành cho những người đã từng đi ngang qua công phu luyện lọc tâm đã từng tập những bước hành trì căn bản của thiền chánh niệm và từ những bước như vậy các vị ngộ được đạo tức là thể ngộ được cái bản chất tâm của các vị là năng lực đang quan sát hiện tiền thì tức khác rằng là các vị biết cách để vận dụng nó trong cái công trình tu tập từng ngày và nếu mình chưa từng đi qua cửa này tức là chưa từng đi qua cửa thực tập từng bước một dụng tâm để có được năng lực chánh niệm tâm mình nó bớt ngược xuôi bớt chạy vại đó đây nó biết dừng lại để có thể làm một việc quan sát được mọi động thái của thân đang xảy ra thì chắc chắn rằng là con đường này thâm thẳm chiều trôi vô không được nghe cho vui thôi nghe nhưng mà chắc chắn rằng ta không có khả năng đột nhập nghe thì cảm thấy rất là thích thú thế nhưng mà thưa các vị không có đường nào tại vì con đường không có con đường vô môn quan con đường ngoài những con đường con đường nhưng không có con đường gì cả đây là hai bài thi kể cuối của bài thứ 8 bạch hào tướng quan thế thì chúng ta xóa đi nghe kiếm chuyện khác Thế thì cái vấn đề ban đầu mình sẽ nói cho nhau nghe là kiếp sơ chú tự tỳ lô ấn. Câu này là câu nguyên văn trong bài thơ nghe. Kiếp sơ chú tự tỳ lô ấn. Cái hàm nghĩa rằng là từ thời bàn cổ sơ khai, âm dương chưa phân, ngũ hành chưa có, đất trời còn chưa hiện hữu gì cả trong nhà Phật thì gọi là trước khi qua âm dương Phật ra đời tương đương với cái từ ở trong à, khổng giáo và lão giáo định nghĩa là trước khi thái cực hình thành chưa phân lưỡng nghi chưa phân tứ tượng chưa có sơn hài đại địa chưa có con người chưa có sinh vật chưa có có cây gì cả cái giai đoạn còn mong man còn hỗn độn như vậy thì tỳ lỗ ấn đã đúc rồi nghe nó hàm nghĩa rằng tâm phật vô sinh tâm phật bất động vô thủy và vô chung có mặt trước khi đất trời có mặt thế là nghe chuyện này lừng buồn lỗ tai thấy không dính chị mình do vậy mình quy chiếu lại thưa các vị hình hài này nó nổi trôi trong ba cõi sáu đường từ muôn vạn kiếp mình không lường được thế nhưng mà cái chuyện trôi nổi của hình hài sinh tử trong dòng chảy của lục đạo luân hồi đó thưa các vị xưa tới giờ chưa rời bản thể chân như của ta lúc nào cả thành con sâu cái kiến đó trong địa ngục a tỳ lên thiên giới sống có mặt giữa nhân gian ngay một kiếp có mặt giữa tầng đời này chìm ở trong buồn khổ bất an cả đời người chưa thấy chút ánh sáng nào của hạnh phúc thế nhưng mà thưa các vị cho dù các vị có nổi chìm như thế nào bất hạnh như thế nào thế nhưng một sớm tình cờ kiểm ra thì các vị thấy rằng là ta không phải là những cái thứ đó tức là không phải là sinh tử không phải lương hồi không phải con sâu cái kiến con người động vật gì cả mà ta đích thực là thể bất động chân như thể vô sinh đang có mặt nơi này hài năm quẩn này do vậy cho nên thì sư dùng cái từ là kiếp sơ chú tự tỳ lâu ấn là vậy kiếp sơ đã đúc xong rồi ấn tỳ lâu. tức là pháp thân của anh có mặt trước khi đất trời phân định ngay điều này ta đi vô để phân tích đôi điều thôi điều thứ nhất là cái chiều không gian tĩnh lặng trong ta Cái từ này, thưa các vị, bây giờ người ta thường dùng nó nha. Cái chiều không gian nghĩa là gì? Các vị biết rằng là không gian bên ngoài đó là không gian của hữu vi. Nó còn có thể bị mây che. Nó còn bị trở ngại do vì viễn vọng kính không thể nhìn xuyên qua những đám mây và nó không có đạt đến cái mức độ là bao hàm luôn cả Thái ư. Nó chỉ nhìn được cái điểm tột cùng sang gần đó gần kia thôi Chứ còn không có khả năng nhìn bao quát Cả một cái chiều không gian Trước khi không gian có mặt Họ không mò ra Thời gian và không gian thưa các vị Nó vô cùng kỳ lạ là con người không khám phá được Bây giờ trong không gian nó đang có cái gì Từ quá khứ tới hôm nay Dần dần họ khám phá ra rằng là có những hố đen Trong không gian bên mông này Cái sức mạnh của nó có thể là cuốn luôn cả vũ trụ thiên hà cái hành tinh này chỉ còn thành nhỏ hơn hạt cải trái đất này lỡ lạc vào cái vùng gọi là hố đen ấy thì thưa các vị bị nó bóp lại nhỏ như vậy và nó là cái hiện tượng trước khi nó hình thành một vật chất giữa nhân gian này giữa thái hư này và người ta chưa khám phá cái không của không gian này Thế rồi từ những điều này chúng ta quy chiếu lại thưa các vị bên trong ta nó có một cái chiều không gian. Ngoài cái hình hài vật lý này tâm thức của các vị được gọi là một chiều không gian. Nhưng chiều không gian ấy nó là chiều không gian hữu vi giống như chiều không gian bên ngoài ta nhìn ra. Có khoảng không. Thế nhưng khoảng không ấy có rất nhiều cán bụi, có rất nhiều hành tinh. Do vậy cho nên cái chiều không gian tĩnh lặng trong ta nó hà nghĩa rằng là trong ta có một chiều không gian phi vật chất đây là điều thứ nhất mình nói về chiều không gian phi vật chất nha thứ hai cái chiều không gian tĩnh lặng bên trong của các vị cái sức mạnh của nó nó phải, có thể cứu hết mọi phiền não khổ đau như một cái hố đen của không gian bên ngoài người ta chưa đặt tên cái thứ này là cái thứ gì Nó thấy nó cuồn cuộn hút hết tất cả những cái gì đến gần nó thì đều biến mất mà không nhìn ra nó cho nên ta gọi hố đen nghe và sẽ dĩ mình nói hai điều này là do vì thế này điều thứ nhất là những buồn vui hờn giận bất an của các vị đó là cận ở trong cái chiều không gian tâm thức của các vị giống như những mảnh mây Những hạt bụi những dãy thiên hà trong khi cái chiều không gian thực thì nó không phải là những cái vật chất lợn cỡ. Cũng giống như vậy. Chiều không gian tâm thức của các vị mênh mông, rỗng lặng. Không có một cái loại phiền não khổ đau ưu tư trần lụy lo lắng bất an. Và những ký ức vui buồn gì có thể tồn tại được nếu các vị nhìn ra rằng là cái không gian này nó mênh mông đánh đổi là những cái thứ như phiền não của các vị, ưu tư phiền muộn của các vị. Cái ước chứa như vạn cái thư viện trong tâm thức các vị đã thưa các vị nó không so bì được với cái chiều không gian bên trong. Cho nên ta gọi chiều không gian tĩnh lặng này phi vật chất. Phi vật chất thì nó không hình thể, không sắc màu. Thứ ba là không có thời gian để đo chiều dài sự sống của nó đâu nghe. Đây là cái năng lực thứ nhất của chiều không gian tĩnh lặng. Năng lực thứ hai, nó như hố đen nghĩa là nó sai sạch hết, nó tiêu dung hết, nó bóp nhuyễn hết, nó là mọi thứ bốc hơi hết như hố đen giữa không gian mênh mông này không thấy đó. Thế nhưng mà lực dụng của nó Bất cứ một thứ phiền não nào Ưu tư phiền muộn bất an nào Sầu khổ tuổi thân nào Ký ức ngàn bản kiếp nào Vừa bén bản gần đó Thì nó liền nghiến nát Để tiêu dung Liền làm cho tất cả Những cái thứ vật chất ấy Vật chất kể cả hành tinh Vật chất kể cả là bụi trong thiên hà vũ trụ ngàn vạn vì sao thưa các vị nếu rớt vào hố đen này thì thưa đại chúng là không còn chi hết hai tác dụng của đó được gói trong cái phần ta gọi là cái chiều không gian tĩnh lặng này đó nghe và cái tên khác người ta gọi nó là pháp thân pháp thân pháp thân có ba đức thứ nhất là bán nhã bán nhã đức nghe Tuy nhiên cái điều này thì đi lang thang nhiều quá cho nên ta dừng lại ta chỉ xác định rằng là cái chiều không gian tĩnh lặng trong ta dùng một cái ví dụ để ứng dụng trong những lĩnh vực về về quan học về nhiều lĩnh vực của vật vật chất nghe người ta khám phá đó thì ta có thể dùng hai cái từ này để nói về cái chiều không gian tĩnh lặng trong ta để quy chiếu lại cái từ phật học chúng ta dùng thì gọi là pháp thân có hàm nghĩa rằng Dễ hiểu nhất Đây là cái thân chân thật của các vị Chưa từng sinh, chưa từng về Cho thân chân thật ấy Nó đang ở bên trong các vị Mà nó cũng ở bên ngoài các vị Nó như không Nó là thể niết bàn Nó là tâm Phật vô sinh Nó là năng lực Gột sạch phiền não khổ ưu Các vị chứng nghiệm được Các vị thăm dò vô được Thì các vị ngay tức khác Có thể đoạn sạch phiền não khổ ưu và chứng nghiệm được ngay hiện tiền có thể bất động vô sinh của tâm các vị không cần qua một cái chiều dài của thời gian tu tập không cần qua vạn kiếp nghìn đời gì của công phu khổ hạnh tu lục độ vạn hạnh gì hết là ngay tức khắc các vị liền trú được trong pháp thân quyền diệu của các vị ngay hiện tiền do vậy ta gọi đây là chiều không gian tĩnh lặng và mỗi chúng ta đều có, ta đều đang sở hữu nó. Đó. đó là điều thứ nhất. Trên cái lĩnh vực ngôn ngữ chữ nghĩa, nói mênh mông nghe để cho các vị có thể quy chiếu lại một việc. Đây là vấn đề thứ nhất nha. Chiều không gian tiếng là pháp thân. Điều thứ hai, đó là thể nghiệm. Thể nghiệm hiện tiền. Phần nào mình giải thích để đưa đến cái phần này để cho các vị nghiệm ra được rằng cái chiều không gian lặng lẽ bên trong các vị đó các vị có thể đếm được nó không phải xa lạ gì cả không phải từ phương trời nào mà nó có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây nơi tâm thức của các vị thế nào là thể nghiệm ngay hiện tiền điều này mình nói nhiều nói từ khuya rồi <laughs> có nghĩa là nếu tâm thức các vị không dính với ngoại cảnh bên ngoài không dính với hình hài bên trong, không dính với những toan tính ưu tư, không dính với những dòng suy nghĩ đang miên mang trôi chảy miệt mài, nó luôn lặng lẽ, tỉnh tại, quan sát hết mọi thứ, mà nó không có đồng nhất nó vào thứ nào khởi ra bên ngoài hoặc bên trong thì ngay thứ khác. Các vị nói cho tôi nghe ra là tâm thức các vị đang ở đâu? Nó bộ lớn, nó màu gì? Nó có mặt từ bao giờ? Thưa các vị, tất cả những cái từ ngữ ta dùng để chỉ để bươi nó ra đều không dính chi với cái bản thân của nó cả hay nói cách khác kinh văn bảo rằng tâm anh không ở quá khứ không ở tương lai không ở hiện tại nhưng nó không rời quá khứ không rời tương lai không rời ngay cũng giây hiện tại nói một cách khác ngay bây giờ ngay nơi đây tâm thức ta không dính với buồn vui hận giận bất an không dính với những lo âu phiền não không dính với những ký ức trong quá khứ các chứa nó đang có mặt quan sát chiếu sáng ngay hiện tiền này rõ ràng thường tại thì thưa các vị các vị liền thể nghiệm được cái chiều không gian rất bình yên rất tĩnh lặng đang có mặt ngay nơi thân tâm của các vị ngay bây giờ và ngay nơi đây đây là thể nghiệm hiện tiền cái phút giây gọi là cái sát na vô niệm thứ nhất đây là sát na vô niệm nha sát na buồn niệm này giải thích đủ mênh mông nữa là nó phi thời gian nó không có quá khứ không có tương lai không có hiện tại tại sao vừa nghĩ về quá khứ thưa các vị sát na này nó phải nói dài nhiều sát na nó mới hình thành một thoáng ý niệm của ta để nghĩ về quá khứ thế là nếu chúng ta toàn tính nghĩ tới tương lai thì nó đòi hỏi cái thời gian trang vô rất nhiều sáng na nối lại để nó hình thành một phần ngàn của một phút sau đó nó hình thành một giây rồi một phút nó mới dệt thành một cái chiều dài của suy nghĩ của buồn vui các vị cho nên ngay một sáng na mà vô niệm thì nó triệt tiêu luôn quá khứ triệt tiêu luôn tương lai rồi cái việc có mặt ngay bây giờ thưa các vị ngay một sát na này các vị sống trọn vẹn với năng lực tâm đang chiếu sáng nhận biết và vắng mặt luôn toàn tính quá khứ tương lai chi vắng mặt luôn như ưu tư phiền muộn chi nó chỉ đơn thuần là trạng thái sáng tỏ ngay hiện tiền thưa các vị không có cái gọi là hiện tại trang vô nha. hay nói cái khác sống như thế này rồi thì cái từ tôi nói rằng tôi đang sống hiện tại đã sai rồi tại vì vừa nói thì nó đã trở thành quá khứ chưa nói thì nó ở tương lai vừa nói một chữ thì thưa các vị chữ mình vừa ra khỏi miệng thì nó đã tuột về quá khứ mà cái chưa nói thì còn tương lai còn cái đang nói thì nó luôn là bất động luôn là một sáng na vô niệm thế thì thưa các vị thử nghiệm hiện tiền dễ nhất là quá khứ tương lai hiện tại đều triệt tiêu và kinh nghiêm cang thì dạy rằng tâm quá khứ bất khả đắc tâm vị lai bất khả đắc tâm hiện tại bất khả đắc tam thời tâm không nắm được thời tâm nào cả anh đem quá khứ lại cho tôi không quá khứ mất rồi anh đem tương lai đến đây không tương lai không nắm được tương lai này vẫn còn ở phía trước vẫn là phía trước thế thì hiện tại nắm được không càng không nắm được đâu nghe cái thì gọi là hiện tại Thì nó đang lừng lửng có mặt ngang nơi đây Thế nhưng mà vừa nói hiện tại thì hiện tại đã trở thành quá khứ Do vậy cho nên tam thời tâm bất đắc là như vậy Và thiền tăng ngày xưa có một câu rất hay Tam tâm vị liễu Trích thủy năng tiêu à? Ba thời tâm Quá khứ hiện tại tương lai Thưa các vị nếu ta còn chưa liệu đạt, ta còn chưa thấu đạt, ta còn chưa thể nghiệm được giây phút hiện tiền vô niệm, đích thực là pháp thân của ta. Hay nói cái khác, khác, trạng thái tâm luôn quan sát chiếu sáng rõ ràng hiện tại, đích thực là pháp thân của ta, là tâm bất động của ta, là phần tâm ta. Thì, thưa các vị, một giọt nước của thí chủ vẫn phải đền trả công ơn của người ta cho nên tam tâm vị liễu tích thủy năng tiêu là như vậy đây là hai bước mình giải thích chiều không gian tĩnh lặng bên trong của các vị hạ xuống một tầng nữa để các vị có thể thể nghiệm được ở mức độ thấp nhất cái chiều không gian bên trong của các vị mình gửi điều này nhưng không phải hàm nghĩa rằng ở đây chúng trông chờ sự này nó xảy ra nghe hàm nghĩa rằng đôi khi ta vẫn bắt gặp được cái chiều không gian tĩnh lặng nơi tâm hồn của ta một chiều nào đó một sáng nào đó một cơn thiền định nào đó một buổi tu tập nào đó có thể nó xảy ra với điều kiện lúc bây giờ nhờ công phu thực tập của thiền chánh niệm đi vô luôn sống làm người quan sát đây là trường hợp thứ nhất nha trường hợp thứ nhất sống với với tâm luôn quan sát trường hợp này đó là trường hợp mình có tu tập Rồi có tu tập thì cái năng lực của các vị đón nhận là một các vị có niềm tin vững chắc là hai và các vị biết cách để trở về cái vùng tâm này rất dễ dàng đây là trường hợp thứ nhất của người có tu tập trường hợp thứ hai là xuất hiện tình cờ tức là không có thực tập chẳng hiểu biết chẳng có một cái trình độ tâm linh dâng lên đến chiều cao để nghiệm ra cái giây phút pháp thân hiển hiện, hiện nơi ta tuy nhiên những lúc tâm thức các vị nó trống vắng nó không có buồn vui không có lo âu không phiền muộn gì cả và trong một trạng thái bình ổn bất thần nó xuất hiện và có khi nó làm ta ngây ngất luôn cả chuyện rất nhiều thời gian thế nhưng mà cái rủi của người đó đó là họ chưa từng học pháp chưa từng có niềm khát khao trở về với cái chiều không gian phật trong chính họ cho nên thưa các vị sau đó họ mày mà họ tìm lại thì không được tại vì thưa các vị nó đến rồi nó đi qua rồi có khi một đời người ta cố gắng tìm trạng thái đó nhưng mà tìm trạng thái ấy càng tìm càng đánh mất đây là sự xuất hiện tình cờ và nếu có sự xuất hiện tình cờ như thế này thì thưa các vị nếu người đó hội tụ đủ nhân duyên lành với tam bảo thì họ đi về con đường tâm linh họ biết cách tu tập từ các bậc thiện trí hướng dẫn thì có thể giây phút của chiều không gian tâm thức này nó có lại đó họ đây là trường hợp tình cờ. Trường hợp thứ hai. Ngoài dòng tội giác như lai có một cái dòng. Cái dòng tội giác rất xưa. Của nhiều truyền thống tâm linh nghe. Đừng nghĩ rằng con đường thiền định, con đường chứng nghiệm pháp thân. Con đường để thể nghiệm được cái chiều không gian tịch lặng thể niết bàn nơi tâm chỉ có đạo Phật. Có khi ngoại đạo có bà la môn có hồi giáo có Kitô có và điều này khi những vị tu tập như vậy họ ném đi hương vị này thì họ đều có một khả năng diễn đạt về trạng thái này gần gần giống đạo phật là nào họ không dùng ngôn ngữ đạo phật nghe đây là mình nói về những cái dòng thời giác rất xưa ngày ngày xưa trong nền tảng kinh văn của các tôn giáo thế rồi có một dòng tự giá cận đại luôn có nhiều con người ở xã hội mới này thưa đại chúng rằng đôi khi họ cũng có được một cái trình độ nhất định đạt đến chiều cao đến một cái trình độ tâm linh thế nào đó thì họ tiếp cận được điều này có điều thưa các vị tiếp cận được là một việc ngộ được tâm tông của chư tổ sư của thiền tông là một việc nhưng sống viên mãn để thành tựu pháp thân là việc khác nghe hàm nghĩa rằng có những dòng trí tuệ của cổ đại và của cận đại và của hiện tại thưa các vị có thể thăm dò vô được và khám phá được cái chiều không gian tịch lặng nơi hình hài sinh diệt này thế nhưng sống viên mãn còn là vấn đề khác thế cho nên đây là việc vô cùng trọng đại của một đời người đầy khát vọng mong muốn thành tựu được phật thân họ mới có thể đi đến cuối cùng của con đường này bằng không thưa các vị lây quay một đời người giải quyết không xong cái việc nợ nần phiền não của ta nợ nần đây không phải là chuyện cơm áo gạo tiền đâu nghe nợ nần đó là những buồn vui những hờn giận những ưu tư những nghiệp ái buộc ràng và những băn khoăn lo lắng của đời người thưa các vị một đời người có khi mình giải quyết không xong đâu cho nên thấy đạo thì thấy có thể thế nhưng mà đi vô để đạt đến tốt cùng của con đường thể nghiệm tâm linh chứng nghiệm được cái chiều không gian hoặc nơi chính các vị thì vô cùng khó khăn do vậy cái từ dùng ở đây để các vị tìm đọc những cái loại tác phẩm của những người có đời sống tâm linh đạt đến chiều cao cận đại hoặc những dòng tự giác khi xưa để các vị làm quen với một cái từ mới nhưng đích thực chiều không gian tĩnh lặng nó hàm nghĩa rằng bản chất Phật đang có mặt nơi các vị rất xa xưa các vị khám phá lại để có thể sống được với Phật của chính mình cho nên ta gọi rằng trong ta có chiều không gian tĩnh lặng là như vậy đây là vấn đề thứ nhất nói cho nhau nghe đủ lùng bụng của tay chưa <laughs> kiếm ra chuyện nói cho hết vợ mới cái phần a thôi đó nghe bây giờ tiếp phần b đó là phần b của vấn đề mình khai thác cái điều này để cho các vị lưu ý nha phần b mình muốn nói đó là do người bất thức tức là trong đây gọi là gì nhân bất thức và cái từ mà dịch đây nó là người trong cõi mộng nha bao người trong cõi mộng chúng ta sống lâu trong cõi mộng lấy mộng làm thực lấy cái giả vờ của trăm năm đời người này nước non này bằng hữu này người thân này buồn vui này ưu tư này phiền muộn này lý tưởng vân vân ta lấy cái đó làm thực hay nói cách khác khoác vào người ta rất nhiều lớp áo, và cứ mỗi một năm trưởng thành theo cái tháng ngày, thì lớp áo ta nó lại chồng chất không cởi ra thì chớ và lại mặc thêm rất nhiều. dễ hiểu nhất, ta sinh ra, ta khoác lớp áo đầu đó là bố mẹ ta đặt cho ta cái tên. dần dần cái tên này lớn theo tháng ngày, người ta không cần chạm vào các vị đâu, không cần đụng cái vị, rạch da các vị. Chỉ cần đụng vào cái tên ông A bà B Thì các vị đã nổi khùng điên với người ta rồi Thế dần dần lớp áo này nó phát xem là Tôi là người Việt Tôi có tổ tiên giống loài người Việt Cho nên đụng tới người Việt Nam của tôi là Mắt đổi mắt, đổ răng đổi răng đó <laughs> Thế rồi dừng lại nó chưa? Chưa Sau đó người ta lại chồng thêm một lớp áo nữa đó là chê đó là niềm tự hào của tôi danh giá của tôi địa vị của tôi dòng dõi sang quý của tôi vân vân thưa các vị Rồi sau đó người ta chồng lên một lớp nữa đó là tôn giáo của tôi đạo phật của tôi thầy của tôi đúng tới thầy tôi là tôi viết <laughs> thầy tôi là một bậc thầy ghê gớm nhất trên trần đời này năm bùa anh <laughs> nói dường như cái mộng mị giữa đời thường này thưa các vị đời sống ta thì giống nhau nghe ta chạm tới cái chi thì cái đó liền dính về ta và mọi thứ giữa trần đời này nó như keo dán chuột vậy. <laughs> nó bắt dính các vị hết á này sắc màu này âm thanh này mùi vị chuyện đó bình thường thế nhưng mà rồi càng lớn dần thì sắc màu âm thanh mùi vị để thưởng thức đời sống vậy như nó nhạt nhò còn lại cái thứ nó dính hơn nữa là danh của các vị danh đây là danh thơm tiếng đấu của ta ở danh đây đó là niềm tự hào về bản ngã của ta vân vân thưa các vị cho nên ta không biết rằng tất cả mọi thứ vay mượn giữa trần đời này một sớm một chiều nào đó ta đều bỏ hết nghe thế nhưng mà dường như chuyện này không đơn giản do vậy cho nên ta tu thì cứ tu nhưng những cái niềm tự hào của ta về pháp môn ta tu về thầy của ta là vị thầy vô cùng cao quý Điều này nó làm thành cái bản ngã, có khi vô hình nhưng mà nó buộc chặt còn hơn bản ngã ta tự hào chính tự thân ta. Mình tự hào vì mình, tương đối bỏ cũng dễ. Thế nhưng mình đồng nhất bản ngã mình vào một truyền thống tâm linh, vào một vị thầy, vào một dòng tu, vào một chùa viện. Thưa các vị, cái điều này dường như nó là một loại bình thường nhất và ai cũng dính vào đây cả. Tôi lỡ đi cái chùa này rồi thưa đại chúng rằng là ai nói đụng tới cái chùa của tôi mà tôi tới tôi tu tập thì coi chừng chết với tôi tôi là quý kính ông thầy của tôi ai nói xấu thầy tôi là, là thưa các vị không đơn giản đâu nghe ta có thể chấp nhận người ta quỷ nhục mình nhưng quỷ nhục thầy mình ta không chấp nhận đâu cho nên thưa các vị ta cứ hướng ngoại ngược xuôi cái điều đầu tiên là sở dĩ gọi là mộng mỹ là do vì ta đồng nhất ta vào giấc mộng. Biết như mình biết mình là người đã ở trong cõi mộng thì thưa các vị này cọp rượt này được làm hoàng đế này được ngàn vạn người tôn kính thưa các vị dường như nó không đáng gì cả lây quay là các vị thức giấc thì mọi thứ đều biến mất một thứ vô thế nhưng mà mình đâu biết? mình cứ nghĩ rằng, ôi điều này là tuyệt vời làm sao ta được thưởng thức đời sống minh sang, ôi khổ khổ làm sao ta bị thiên hạ hành hạ nhưng mà thưa các vị tất cả điều đó đều là những trạng thái của buồn của vui của hạnh phúc của khổ đau trong giấc mộng mà thôi nghe, còn trong mộng ai bảo rằng là cái chuyện này là cái chuyện vớ vẩn, tin không, không, Chừng nào thức giấc mới tin là chuyện đã đi qua là vớ vẩn nghe. Còn bây giờ chúng ta đều đang ở trên một cái mặt bằng của cõi mộng như nhau. Cho nên tất cả những cái điều ta chạm vào đều là thật hết. Bạn bè ta là thật. Buồn vui ta là thật. Lo âu phiền muộn ta là thật. Cảnh trí ta đang sống đây là thật. Đạo Phật ta đang tu cũng là thật. Các vị đạo sư, các vị bồ tát, thưa các vị, tất cả đều thật với ta cả. Do vậy cho nên... Thưa đại chúng rằng là ta đồng nhất ta vào cảnh trí mộng mị, đồng nhất ta vào những con người trong mộng mị, đồng nhắc ta vào những buồn vui của mộng mị, đồng nhất ta vào mọi thứ trong cải mộng này, chừng nào ta thức giấc thì mới mong Rồi được cái giấc mộng này nghe. Thế cho nên, đã là người trong cõi mộng rồi, thưa các vị, nói về cái chuyện kiếp sơ chú tự tỳ lô ấn như như mình không tin bảo rằng ngay nơi này, này sinh diện này có cái trạng thái tâm vượt ngoài sinh diện trạng thái tâm đó đích thực là pháp thân như lai đích thực là phật đã thành tựu tự ngàn vạn kiếp không cần tu gì cả và dù có dùng hết ngôn ngữ để dẫn dụng chúng ta để chúng ta có thể đi vào nhưng mà lỡ chà mặt thì chúng ta cũng chạy ra chúng ta không có thể sống được với trạng thái tâm như thế này Thế cho nên thưa các vị Giống như nhau Ta là những người đang ở trong mộng mị Ta đang đồng nhất vào mộng mị Cho nên Ta chỉ có thể làm được việc Đối với Cái bản chất Phật của chúng ta Ta chỉ có khả năng là Khởi niềm tin đó Từ lời của Đấng Giác Ngộ nói Và khởi niềm tin Vô cùng là chân thành Chí thành Thì quả mai chúng ta mới mở được con đường về và trường hợp thứ hai nữa là khi nào có nhân duyên đặc biệt ta thể nghiệm được dường như là mọi thứ giữa tầng đời này mình cực nhọc mình lấy quay mình nắm bắt rồi cuối cùng tôi khỏi tầm tay dường như cuộc đời mình chỉ là một việc thả mồi bắt bóng không có gì là thực đối mình cả lúc bây giờ thì ta có khả năng quay về hướng về cái con đường để có thể đi vào sự tu tập liễu đạt được tâm. Trường hợp thứ ba, mình đã từng tu tập trong ngàn vạn kiếp đã có những khát vọng mong muốn về đến cái cội nguồn xưa trở về cái nơi chốn mà từ đó ta đã sinh ra thì quả mai ngay kiếp này các vị mới có khả năng thăm dò vô cái chiều kích tâm linh tĩnh lặng bên trong các vị còn không thì nghe nói cho vui thôi nghe Chứ còn không có khả năng thăm dò vô Cho nên Có được chút nhân duyên lành Đi vô con đường tu tập Nếm được chút hương vị chánh pháp Có hôm nào đó mình khám phá rằng là Không cần lăn xăng chạy ngược chạy xuôi Ngồi bình yên một chỗ Nhưng mà lòng tàn đầy phúc là Khi tâm mình nó rớt vào một cái trạng thái lặng lẽ tỉnh tại ngay hiện tiền vô niệm thì bây giờ các vị mới nghiệm ra rằng nếm trải hương vị chánh pháp này đó là một loại nhân duyên hãng hữu của ngàn vạn kiếp của cõi tử sinh còn không thì chúng ta đều như nhau lăng thăng cõi mộng ngược xuôi kiếm cái lợi cái danh ngược xuôi kiếm một chút hạnh phúc phù du thôi chứ còn ta không thể đi vào chiều kích để có thể tỉnh được giấc ngủ nghìn đời của mộng vị nhân gian đây là nền tảng thứ nhất. Cho nên ta phê bình rằng tại sao thế nọ, tại sao thế kia? Tỳ lô ấn chi? Phật thân là chi? Bất sinh bất diệt là gì? Tịch diệt hư vô chứ có làm gì có chuyện bất sinh bất diệt. Ta cứ phê bình, phán xét rồi hỏi phải có cái gì nữa để tôi nắm bắt. Trong khi đó thì bản chất của tỳ lô ấn đã thành tựu tử khuya rồi không cần làm thêm cái gì cả anh chỉ cần có niềm tin vững chắc với cái gì của đức giác ngộ với bậc giác ngộ quá khứ đã nói và nhiệt tình sống được với cái thể tâm bất động hiện tiền hoặc đầy khát khao sống được với cái thể vô sinh bất diệt của tự tâm thì anh có cơ may nếm trải được chút hương vị lúc bây giờ thì mới gọi là người chập chờn tỉnh giác ngang còn không thì chúng ta vẫn mãi ngủ vùi trong giấc mộng mình đời và giấc mộng này nó hứa hẹn kéo ta đi tới không biết bao giờ tàn cuộc tử sinh chuyện đó không thể hứa được triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh Điều thứ hai của vấn đề con người trong mộng mỹ này thứ nhất là điều vừa rồi mình vừa giải thích với các vị là ta đồng nhất ta vào giấc mộng thứ hai cái chuyện tức cười nghe chuyện thứ ba là nơi nào mình sẽ khai thác mấy yếu tố nữa trong cái phần này để cho các vị thăm dò vô cái chiều không gian bên trong của các vị thứ nhất mình vừa giải thích xong là chúng ta luôn đồng nhắn mình với mộng mị điều thứ hai cái chuyện tức cười đó là ta không có khả năng hồi quang lại nó nhận ra rằng là tất cả những cái việc xảy ra trong đời người nó đều giả vờ đều mộng mị cả ví như có người nào nói rằng anh đang tưởng tượng anh đang mộng mị anh đang chìm ngập trong những cái ảo ảnh anh tự tạo ra thì ta đều không tin đây là cái chuyện tức cười cũng là chuyện đáng buồn nghe thế nào là chuyện tức cười cũng là chuyện đáng buồn mình dùng một cái ví dụ rất gần để nói điều này cho nhau nghe thưa các vị ví dụ như người ta bảo rằng này buồn này vui này hờn này giận của anh thực sự nó không có gì thiệt trong đó cả nó đơn thuần chỉ là những xúc cảm đến và đi xin và diệt thôi ta không tin ta bảo rằng làm sao cái chuyện này là giả được cái nỗi buồn nó đang đến trong tôi tôi đang bị nó nhận chìm tôi đang khốn khổ vì nó đây nó rất thật không có cái chuyện giả vờ như anh nói bao giờ Thưa các vị, nếu một con người đủ khùng điên nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng là không có pháp màu nào trị liệu được, không có Phật Pháp nào cứu được họ đâu nghe. Mình gọi cái từ khùng điên nó không phải là miệt thị đâu, mà nó là đúng đó. Tại sao? Tại sao? Ví dụ như mình chưa tu chưa giỏi nhưng mà các vị nghe Đức Phật dạy rằng không có cảm xúc nào không sinh mà diệt, không cảm xúc nào không đến mà đi, không lo âu phiền muộn nào, không hiện lên rồi biến mất, nó là như vậy Vì không có một cái pháp nào Xin mà không diệt Hiểu ngang đó thôi Tin Phật ngang đó thôi Có niềm tin chánh pháp vững vàng ngang đó thôi Thì ta đã làm được việc rằng là chi Thưa các vị để ý mà coi Có cái buồn nào, có cái giận nào Có lá phiền muộn nào Có căm ghét nào không đến mà đi không Không Đều như vậy cả, tuần tuổi đi ngang qua Thế nhưng mà với cái sự khùng điên của ta hay nói cách khác nặng hơn nữa là với cái sự vô minh của ta đó Ta không nghĩ rằng là này buồn này vui nó không thật Nó rất thật mà Mỗi lần nó có mặt nó làm cho mặt ta tím tái Hoặc đỏ ngầu Hoặc cái cơn thịnh nộ nó làm cho ta rung lẩy bẩy Làm sao ta tin được là nó là không thật Nhưng mà đích thực nó vốn không thật nhé, Cho nên nó đến và nó đi Và nếu nó đã đến đi được Thì nó cũng biến mất được Ta có quyền vời nó lên Ta có quyền bỏ nó xuống Nó sinh và nó diệt Đây là lẽ thường Thế thì thưa các vị Do ta không tin Và do ta cứ nghĩ rằng ta phải chết Vì nỗi buồn niềm vui Vì lo âu phiền muộn Vì những nghiệp nhắc dẫn ta Cho nên điều này vừa tức cười Tại vì thấy tội nghiệp thiệt Thứ hai cũng đáng buồn Tại sao anh có một kho tàng tân bảo nơi đây Có năng lực Phật đang có mặt nơi này này anh lại không chịu nhận ra cái kho bảo tàng trân quý anh cứ cam phận làm người khốn khổ ôm cái nỗi sầu thảm bất an ôm cái nỗi phiền muộn và để đi vào cõi tử sinh trong khi anh chỉ cần lật ngược lại thì đã có khả năng nghiệm ra được cái thể phật bất động với anh rồi do vậy cho nên rất tức cười rất buồn nghe điều thứ hai nếu ta có niềm tin với điều này Thưa các vị Các vị quan sát Tất cả mọi thứ Này có cây Này con người Này thiên hà Này vũ trụ Này đại địa Đó là nói ngoài nghe Nói bên trong Này buồn Này vui Này hờn Này giận Này lo lắng bất an Tất cả mọi hiện tượng Mà các vị nhìn ra được Lắng nghe được Quan sát được Đều có dấu ấn của pháp thân Các vị đặt lên đó cả Thế nào là dấu ấn pháp thân? Thưa các vị, năng lực tâm chiếu sáng rõ ràng đang quan sát được nó. Thế thì nó là đối tượng đang bị thấy. Mà cái thấy thì bất động, cái thấy thì không sinh không diệt, cái thấy thì rạng ngời, cái thấy thì chiếu sáng, cái thấy thì vô niệm ngay hiện tiền. Thế thì các vị nhìn coi không có nơi nào không có dấu ấn của tỳ lô giá na Phật cả nghe đều có pháp thân của các vị ấn vào mọi cảnh trí các vị nhận biết phải không thánh có mặt nơi lại cãi không lại chuyện này đâu nghe chuyện đó là chuyện thiện mà cãi gì điều thứ ba thưa các vị khi các vị nghiệm ra điều này coi thì các vị sẽ nhận ra được rằng trong mọi pháp hiện diện giữa tầng đời này mọi pháp hiện diện nơi tâm các vị pháp nào cũng là điều kiện cũng là nhân duyên để làm cho năng lực giác ngộ của các vị phóng quang phải không phải mà đó là này buồn này vui này hờn này giận vừa có mặt để làm điều kiện cho năng lực giác ngộ của các vị bật sáng các vị nhận ra rằng là đây là đối tượng đang bị tôi quan sáng mà tôi là ánh sáng đang chiếu nó đó và ánh sáng thì dính chi với đối tượng xanh vàng đỏ trắng Ánh sáng giác ngộ thì dính chi với những buồn vui hận giận đang sinh đang diệt trong tâm các vị. Nó lên nó xuống nó sinh nó diệt là chuyện của nó nhưng mà tôi vẫn bất động vẫn an nhiên vẫn tĩnh tại hiện tiền vẫn trú trong trạng thái tâm lặng lẽ gọi là đang ở trong cái chiều không gian tĩnh lặng bình an đang chiếu sáng đang vô niệm đang phúc lạc của niết bàn nhìn mọi pháp nơi nào cũng là điều kiện để cho ấn tỳ lô của các vị ấn lên đó cả điều cuối cùng cái chuyện này anh có tin hay không mà thôi nghe. nếu anh tin thì tất cả hiện tượng giữa đất trời mênh mông này tất cả hiện tượng nơi tâm thức sinh khởi này thưa các vị tất cả điều ấy không có chi trở ngại các vị cả thế thì ngay tức khắc các vị đã là người thức giấc ngay trong cõi mộng mỹ đời thường ta đó là người thức giấc liền nghe còn nếu không tin thì dù cho anh lạc lên cảnh giới của thiên của thiên đế anh cũng vẫn là kẻ mộng bị anh chấp chặt rằng cảnh giới này là thiệt những vị tiên nữ chạy tới chạy lui là thiệt anh lạc xuống địa ngục anh thấy cảnh địa ngục là thiệt chảo dầu lò lửa quỷ sứ giết người là thiệt hết tất cả đều là thiệt thì nó làm cho anh khốn khổ tóm lại ta chưa có khả năng sinh trưởng được năng lượng trí tuệ từ công phu tu tập để thành tựu điều này thế nhưng duyên lành đủ sâu học chánh pháp của như lai thăm dò vào những điều các vị thiền sư khai triển có thể nghiệm ra được điều này và niềm tin vững chắc với điều này thì các vị đã có khả năng là người kề cận với chuyện thức giấc rồi nghe kể cả với thức giấc thì các vị có thể nghiệm ra được một phần của chiều không gian tĩnh lặng bên trong của các vị đây là năm nét mình giải thích đời sống chúng ta có rất nhiều điều để đáng nói điều thứ hai mình sẽ khai thác cái phần rất là vui đó là cửa phổ môn thứ nhất cái cửa này trải khắp hà sa thứ hai cái từ này mình đã giải thích cho hai câu kệ khá hay và cái từ này thì chúng ta giải thích lại là các vị thấy là chúng ta có cái cách để chúng ta đi vô hai cái phần quan trọng này là pháp thực tập nghe thế nào là cửa quan âm tại khắp hà sa các vị hiểu được cái điều vừa trình bày thì các vị thấy ra rằng cái cánh cửa để các vị đi vô thể nghiệm được tự tâm của các vị đang đợi chờ các vị cho nên phổ môn môn phổ thu nhiếp tất cả là như vậy cái câu trong bài thơ của ngài thị xuyên đó là phổ môn môn phổ phổ môn phổ môn thâu đầu tiên cái cánh cửa hoa âm này thu nhiếp tất cả mọi cánh cửa giữa trần gian này này cửa sắt cửa thinh cửa hương cửa vị cửa xúc chi đều thu nhiếp vào trong cửa phổ môn cả nó hàm nghĩa rằng mình nhận ra được đạo rồi thì thưa các vị mọi uh, gọi là đối pháp tức là mọi đối tượng đang bị các vị quan sát mọi đối tượng các vị nghe được mọi đối tượng của xúc cảm đang sinh đang diệt mọi đối tượng của ý nghĩ các vị tuần tụ đi ngang qua tất cả những điều kiện ấy nó đều được thu nhếp vào cửa phổ môn cả phổ môn này nó không đơn thuần chỉ là cái trạng thái đang lắng nghe của các vị mà nó còn là khả năng đang nhìn của các vị do vậy cho nên câu thứ hai của bài thi kệ này là vừa vướng áo xiêm mắt đã lò là như vậy nghe các vị đồng nhất mình vào mọi cảnh trí thì mắt các vị đã không còn ánh sáng rồi các vị không còn an trú trong cửa phong môn rồi đây là cách nói thứ nhất từ bài thi kệ này ta giải thích cách thứ hai dễ hiểu hơn nữa các vị đọc vào bài kinh bán nhã thì điều này rực sáng nghe bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thăm sâu thấy năm quẩn điều không liền vượt khỏi mọi khẩu ách. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại quan sát năm quẩn thì năm quẩn liền không. Nói như thế thì rất dễ hiểu nghe. Nó hàm nghĩa rằng khi anh nhìn sắc màu khi anh nhìn hình hài này, nhìn cảm thọ này, nhìn buồn vui này, nhìn nghĩ suy này, nó đang ngược, đang xuôi. Tất cả những thứ ấy đều là đối tượng đang bị anh nhìn. Mà quán tự tại là ai? là năng lực tâm đang nhìn năng lực tâm này nhìn mọi thứ thì thưa các vị mọi thứ không phải là năng lực tâm và ngang đây thì mọi khổ ách liền bị diệt tiêu nha do vậy thưa các vị cửa phổ môn trải khắp hà sa hàm nghĩa rằng các vị nghiệm ra năng lực đang quan sát đây đích thực là bồ tát quan thế âm mà khi nghiệm ra điều này rồi thì cái cửa vào đạo này thưa các vị nó rộng mênh mông Sơn hà đại địa vũ trụ không vượt thoát cửa này Buồn vui hoàn dẫn không vượt thoát cửa này Ưu tư phiền muộn không vượt thoát cửa này Các vị chỉ cần an trú trong một cửa này Thì thu nhiếp tất cả pháp môn về chỗ giải thoát cả An trú trong một pháp môn hành trì này Đoạn sạch phiền não Từ quá khứ tới hôm nay Và tam kỳ kiếp trong một tróc tay này Thưa các vị liền vượt thoát đây là mình nói về cửa phổ môn trải khắp hà sa là như vậy. Hai, phần B vấn đề hồi quang là chi? Thưa các vị, các vị chỉ cần quay ngược ánh sáng về để nhìn, nó hàm nghĩa rằng các vị lâu nay cứ có thói quen là ta cứ hướng ngoại ta nhìn mọi đối tượng bị quan sát. Ta chạy theo mọi đối tượng đẹp xấu dở hay, chạy theo mọi đối tượng nó lời khen tiếng chê bây giờ cái điều quan trọng hồi quan lại cái là dừng ngay cái chỗ chủ thể quan sát đừng có lạc vào những đối tượng bị quan sát chủ thể nhận biết chủ thể quan sát chủ thể lắng nghe chứ không phải là tiếng được nghe sắc màu bị thấy và những đối tượng đó này buồn này vui này ưu tư phiền muộn này lo lắng bất an này sắc màu âm thanh ngoại cảnh vân vân thưa các vị tất cả điều đó Đó sẽ không còn nhũng nhiễu ta lôi kéo ta làm khổ ta khi ta an trú lại ngay cái trạng thái tâm đang quan sát gọi là hồi quang đương xứ là gì ngay bây giờ ngay nơi đây ngay nơi sắc ngay nơi thinh ngay nơi hương ngay nơi vị ngay nơi xúc ngay nơi pháp ngay nơi buồn vui ngay nơi ưu tư phiền muộn ngay nơi lo lắng bất an ngay nơi trạng thái tâm đang sinh đang diệt ta dừng lại ngay trên từng đối tượng từng pháp như vậy là một việc là nhận biết sự có mặt của nó thì gọi rằng ngay nơi đương xứ liền thôi liền dứt liền nghiễm nhiên nghiệm được cái thể chân thân bất động hay là tùy lộ ấn của ta gọi là hồi quan và đương xứ nói như thế này đủ cạn tàu ráo máng rồi nghe đủ mở pháp hành trì để các vị đi vô thể nghiệm được pháp thân của các vị là nghe cái chuyện còn lại là có chịu hay không mà thôi thế rồi còn gì nữa đâu nói <laughs> cũng thêm được chút nữa vấn đề thứ ba cái phần C cái vấn đề mình muốn triển khai một vấn đề quan trọng đó là việc còn lại đặt ra câu hỏi việc còn lại là gì ai trả lời giùm tôi đi <laughs> thưa các vị việc còn lại không phải là việc của ai đây là việc của chính anh nghe thứ nhất đây là việc chính anh nó hàm nghĩa rằng mình gọi ra điều này để thưa nhau rằng là thưa các vị ngay nơi hiện tiền gọi là đương xứ tiện hưu thôi ngay bây giờ hãy thôi đi Hãy dứt đi, hãy nghỉ đi Hãy dừng lại đi Gọi là đương xứ tiện hưu Câu này là câu thiền ngữ rất hay nha Cái chữ này thưa đại chúng rằng là khá lý thú Và trong thiền ngữ các vị thiền sư hay dùng Và nếu chúng ta học thiền đống ngộ Chúng ta Chiêm nghiệm cái chữ này, chúng ta cảm thấy nhiều lý thú, thì các vị ứng dụng nó trong sinh hoạt tu tập rất ư là thành công. Ngay bây giờ, thôi đi, dừng đi, nghỉ đi, buông xuống đi. Rất là nhiều cái sự việc giữa trần đời này, nếu các vị ứng dụng cái điều này, thì các vị liền thành công nha. Ngay bây giờ, hãy dừng lại đi, ngay bây giờ hãy thôi đi, ngay bây giờ hãy sống đi, ngay bây giờ hãy tu đi, ngay bây giờ hãy thức tỉnh đi, ngay bây giờ hồi quang đi mọi việc không có trần trừ không có hứa hẹn ngày mai ngày một ngày kia gì cả đang buồn đang giận đang ghét đang thương đang bị cảnh trí bên ngoài đang bị nội tâm nó tuồn tuột tù, nó lôi ta chạy tuồn tuột tù, thì các vị hãy nhớ cái câu là đương xứ tiện hưu ngay bây giờ hãy biết dừng lại làm được việc trú được trong trạng thái tâm làm người quan sát thì gọi rằng đương xứ tiện hưu ngay bây giờ liền dứt, ngay giờ liền bình an ngay bây giờ liền trú trong trạng thái Tâm bất động liền thôi Chứ không có đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả Gọi là đương xứ tiện hưu Thưa các vị Câu này cho phép chúng ta diễn giải rất là rộng Và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghe Ví dụ như mình đang lăn quăng chạy vại ngược xuôi lo cái chuyện cơm cháo gạo tiền thế nhưng đương xứ tiện hưu nghĩa là nhìn lại coi là ta có cần như vậy không Ta có cần phải kiếm thêm nhiều của cải không? Thế rồi, đang lo âu, đang phiền muộn, đang bất an. Tự hỏi lòng có ta có cần nối dài những trạng thái buồn giận ghét thương như vậy ngày này qua ngày khác không? Thì các vị lập tức có thể dùng một câu ngữ cũ này như câu thoại đầu. Phá vỡ hết mọi phiền não bất an, phá vỡ hết mọi tâm thức điên khùng chạy ngược chạy xuôi. Ngay bây giờ Thử hỏi lòng coi Ta sống được bao lâu Để mà lo lắng cái chuyện hoàng xuyên của thiên hạ Ngay bây giờ Ta ăn một ngày chỉ gần đó Ngủ trên một cái tấm thảm Nó khiêm tốn thôi Thế thì này nhà cao này cửa rộng Này điền viên này đất đai này Của tiền có cần không Ngay bây giờ Ta đứng ta đi ta nói ta cười Ta buồn ta giận ta bất an Ai thay ta để có thể gánh vác giùm những nỗi buồn niềm vui trong ta không ai cả cho nên tất cả điều đó không cần thiết hãy buông xuống ngay bây giờ người chịu trách nhiệm về hình hài này về cuộc tử sinh này không ai khác ngoài ta thế thì mắc gì đâu mình đầu tư thì giờ mình trong cái chuyện vớ vẩn lo lắng bao nhiêu việc hoàng xuyên của thiên hạ có ta không có ta chi cuộc đời là vẫn thế đừng nghĩ rằng không có mình là thiên hạ chết nhăn răng không có chuyện đó đâu nghe thế thì thưa các vị tự nhiên các vị ứng dụng đó trong mọi lĩnh vực đời sống các vị cảm thấy rằng mình rất nhẹ rất ư là chi thanh thản an lạc và có trọn vẹn thì giờ một ngày 24 tiếng đồng hồ để tu tập và câu này điều thứ nhất tặng cho ta một cái sức mạnh tự quyết thứ hai tặng cho ta một cái lực tinh tấn vô bờ thứ ba tặng cho ta một cái nhẫn lực để vượt qua nghìn trùng gian khó <laughs> dùng cái từ văn học đó là thưa các vị các vị sẽ có được cái sức mạnh để tự quyết về cuộc đời mình không có cần bất cứ ai để làm người, người là tư vấn đó. Cái từ giờ nó gọi là không cần tư vấn nha à. không cần ông thầy phước tịnh dạy tôi tôi cũng biết việc tôi làm <laughs> nói cho nó hoài thứ hai lực tinh tấn này không có thần linh nào cản các vị đâu cả các vị quyết lòng các vị đi tới là các vị thành tựu được giác ngộ thứ ba các vị sẽ có một cái nhân lực vượt qua nghìn trùng gian khó giữa nhân gian này thậm chí vượt ngang qua những buồn vui hận giận cất chứa trong tâm thức các vị một triệu năm các gì bỏ xuống cách nhẹ nhàng và với điều kiện như thế này chỉ cần một câu là ngay bây giờ hãy, hãy biết dừng lại hãy biết thôi đi hãy biết thương mình đi hãy biết sống đàng hoàng đi đừng bỏ trôi cuộc đời mình nữa đó là việc chính anh phải làm nghe thế rồi cái điều vô cùng lý thú là chúng ta cũng kết luận được buổi học hôm nay để nghĩ chứ cũng đi đến cái phần thứ ba chúng ta có một cái kết ở đây thứ nhất cái câu đầu khá hay nghe vừa sinh ra nó về đến đích các pháp hữu vi đều như vậy thế nên chư phận đều khai triển con đường niết bàn nhưng đi hay không là chuyện của anh ý mình muốn nói điều gì thưa các vị không có pháp hữu vi nào sinh ra mà không đi vào cái mất hút biến mất hay nói các ngã không có cái gì sinh ra không chết nha do vậy mười phương chư như lai lịch đại tổ sư và các vị đạo sư đều mở con đường duy nhất là con đường niết bàn dù cho có ngàn cửa phương tiện ngàn cửa phổ môn nhưng mà cửa duy nhất là niết bàn nha nhưng đi hay không là chuyện của anh thế rồi, câu thứ hai một đoạn trong kinh phổ môn khá lý thú nha bình động rồi các vị tìm lại kinh, phổ môn thông thường tại cứ nghĩ quan âm ở bên ngoài thế nhưng mà nếu các vị học thiền rồi các vị thấy ngoài quan âm mà các vị đang thờ phụng đang kính lễ đang điểm danh hiệu ngài còn có một biết quan âm bên trong của chúng ta và đức phật bảo rằng quan âm ấy luôn khéo ứng hiện mọi nơi chốn trong tâm thức của ta buồn quan âm liền có mặt bên cạnh vui quan âm có mặt bên cạnh lo âu phiền não bất an rớt xuống hầm lửa rớt xuống núi đao đang bị vua bắt hành hình và gặp phải vô vàng những cái điều bất chắc hoạn quả khổ đau lúc nào quan âm cũng đang có mặt bên cạnh các vị gọi là thiện ứng chư phương sở khéo ứng các nơi chốn nghe và bản hoài như âm là hoàng thể thâm như hải địch kiếp bất tư nghị phát đại thanh tịnh nguyện thưa các vị nguyện của ngài sâu như biển chưa bao giờ rời bỏ chúng ta lúc nào cũng có mặt cả chỉ một tội nghiệp đó là chúng ta quay lưng lại trong khi đó thưa các vị này buồn này vui này hờn này giận này lo lắng bất an chi cửa phố môn đang mở ra các vị chỉ cần quay lại thì quan âm liền có mặt gọi là thiện ứng chư phương sở gọi là thể nguyện sâu như biển nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn hầu nhiều nghìn đức phật phát đại nguyện thanh tịnh nghe tên cùng thấy thân tâm nguyện không bỏ qua Liền được cứu đổ nghe. Đây là đoạn nông kinh phổ môn. Để ứng dụng đó trong pháp tu của chúng ta. Thì các vị nhớ rằng là bất cứ một phút giây nào. Khi các vị cần thì Ngài liền có mặt nghe. Điều thứ hai, chưa bao giờ Ngài bỏ. Khi khổ đau, khi bất hạnh, khi lo lắng, khi bất an, khi sầu tuổi thưa đại chúng rằng là chỉ cần các vị hồi quan lại thì năng lực tâm bất động chiếu sáng liền có mặt, gọi rằng năng lực quan âm luôn kề cận bên các vị. Đại nguyện của ngài đến nỗi là khi các vị rớt xuống địa ngục, hàm nghĩa rằng là nơi tâm tối nhất, khổ đau nhất của tâm thức các vị, các vị chỉ cần nhớ về thì liền tức khắc có cái năng lực tâm giác ngộ đang quan sát trạng thái khổ đau của các vị gọi rằng quần thể thâm như hải là như vậy điều thứ ba tức là ý thứ ba của cái luận này tặng cho chúng ta một món quà đó là mỗi chúng ta Tôi không biết là cái vị có thuộc kinh phổ môn không nghe <laughs> nên học thuộc kinh phổ môn có một câu khá lý thú đó là từ nhãn thị chúng sinh phước tụ hải vô lượng nghĩa là gì mắt lành trong chúng sinh tức là con mắt rất từ bi nhìn tất cả chúng sinh tăng trưởng phước vô lượng mình đừng nghĩ rằng mình dùng con mắt yêu thương nhìn người gọi là mắt lành trong chúng sinh nghe mắt lành trong chúng sinh đây nó hàm nghĩa rằng là các vị quay ngược về nhìn mọi xúc cảm đang sinh năng diệt trong các vị nhìn mọi buồn vui lo âu phiền muộn của các vị nhìn những dòng tâm thức đang cuồn cuộn trôi ngang qua tâm thức của các vị trên mặt bằng ý thức của các vị bằng đôi mắt rất hiền bằng đôi mắt vô niệm bằng đôi mắt vô tư quan sát nó không phê bình không phán xét không xua đuổi không căm thù gì cả hãy nhìn lặng lẽ nó thôi thì thưa các vị đây là năng lực tu của các vị có thể đối trị được mọi phiền não khổ đau ưu tư sầu thảm của đời sống mộng mỹ này của hình hài sinh nhật này của tâm thức lang thang nổi chiềm trong ba cõi sáu đường này chỉ cần làm như vậy rồi thưa các vị điều đầu tiên là phước lành tăng trưởng vô lượng điều thứ hai đoạn đức phiền não khổ đau điều thứ ba giáp sách lỗ hoặc và điều thứ tư từ một pháp hành trì này chứng nghiệm nước ba bốn yếu tố này liền có mặt trong một pháp hành trì vận dụng năng lực tâm vô niệm quan sát mọi chúng sinh đang sinh đang diệt đang đến đang đi bốn là chúng sinh đang có mặt nơi tâm thế các vị chỉ cần dùng một pháp từ nhãn này tức là con mắt rất hiền rất lành rất từ bi này quan sát nó thành đạt cuối cùng nó đạt đến chứng hiệu quả nguyên giác thành tựu niết bàn xong việc